Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một phần khá là hấp dẫn. Đó là chúng ta sẽ xuất các cái dữ liệu hiển thị ở trên cái grid view này ra cái file Excel để tiện trong cái quá trình gửi báo cáo hay lưu trữ, vân vân. Đấy, thì mình sẽ ví dụ như sau này. Và này mình sẽ sử dụng cái MFPC framework. Đây, cái này thì là một cái file DLL do mình viết code và mình đã tạo sẵn rồi. Mình sẽ cung cấp cho các bạn cái file này để các bạn sử dụng. Và trước hết chúng ta sẽ tạo ra một cái button. Chúng ta sẽ dùng các button ở đây được. Có button hạn, và chúng ta sẽ đặt tên là export Excel chẳng hạn, là xuất file Excel. Đây. Mình có thể đặt tên là xuất Excel chẳng hạn. Và mình sẽ dùng cái một cái function ở trong cái framework kia để hiển thị cái này là Excel. Đấy. Các bạn hãy chọn cái ảnh cho nó có nghĩa. Đây mình có cái đống ảnh ở trong máy đây. Chúng ta sẽ chọn chọn cái icon nào mà nó có cái biểu tượng file Excel. Đấy. Đây. À. Cái này chúng ta sẽ chỉnh cái kích thước của ảnh. Đấy, cho bằng 20-20 thôi. Nó to và nó bự vào không okay. Rồi, chúng ta đặt tên các button và chúng ta code. Import Excel. To Excel. Đấy. Sau đó các bạn kích đúp vào đây. Để viết code cho phần này thì khá là đơn giản. Các bạn chỉ cần gọi cái MFPC framework này chấm .odt này đây, chấm .export đây, .export data to Excel. Ở đây mình viết sẵn các phương thức đây, file name, title, data này. Hoặc là chúng ta có thể xuất từ một cái data view là Excel này, hoặc là xuất từ một cái data table Excel đều được. Ví dụ đây chúng ta có sẵn một cái data view, chúng ta sẽ dùng cái phương thức này. Đầu tiên là file name. File name đây là chúng ta đang ở cái form tin học. Thì bạn sẽ đặt tên đây là trình độ tin học này. Đấy. Tiếp theo tiêu đề các bạn sẽ đặt tiếng Việt cũng được. Đây là độ tin học. Đấy. Tiếp đến tham số thứ ba đó là cái grid view. Cái data này đấy, đó chẳng phải bình thường, chỉ còn một dòng thôi các bạn. Và mình sẽ thêm một cái dòng để editable cái button bằng cách thêm button này, enable bằng full này. Đấy. Sau khi xuất xong ta sẽ có dấu chấm enable bằng chủ l. Đây là debug nhá, và mình chạy các bạn xem. Đây, danh mục này, tin học này, rồi mình thêm một tin học mới này, 02 này, C, đây, giả sử nó có hai cái, hoặc thêm một cái khác đi. Đó, kỹ sư này. Đấy. Và chúng ta có 3 dòng này. Ta sẽ chọn cái số Excel này. Để các bạn thấy chỗ này này. F10 tiếp này. Đấy, chúng ta hiển thị ra một cái cửa sổ. Một cái này nó save air. Ta sẽ chọn cái new nơi. Đấy, nơi để new new. Ví dụ mình đặt tên ở đây này. Tôi chẳng hạn. Đây. Thế có trình độ thì học. Đấy, đây đâu. Save này. Khi mà lưu thành công này sẽ có một cái dòng thông báo, tức là dữ liệu thành công, có muốn mở file xem không. Chúng ta chọn vào có này, thì tức là cái framework sẽ mở luôn cái file chúng ta vừa lưu được. Đây là cái phần kết thúc của cái phần chương trình chạy F5 ra qua này. Đây.
Đây cái file trên đầu tiên học cho các bạn thấy. Đấy. Ba cái dòng vào trong cái grid view này. A, C và kỹ sư đã được lưu lên file. Cái tiêu đề này chính là cái tiêu đề có ở trong cái phần này, này. Tên file trên đầu tiên học không có dấu, thì nó có dấu. Đấy. Và các bạn hoàn toàn có thể áp dụng theo kiểu công nghiệp hàng loạt cho các form hay bất cứ các chỗ nào các bạn muốn nêu ra. Và nếu như các bạn có data table có thể sử dụng cái phương thức này để xuất Excel. Và hy vọng cái phần này sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn trong quá trình chúng ta làm các cái phần mềm thực tế. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.